Thôi bố đi làm cho anh chị này. Giờ bố đi làm mà không cho bố đi làm việc của bố vào nữa. À bố ngồi đây nha. Rồi, xong nữa. À chú chú ngồi đây không này á. Rồi. Thôi bố đi đi, bố đi em muộn nhá. Để bố đi làm việc nhá. Ờ, thưa bố đi làm. Chưa bố lại về với Su nhá. Ở nhà chơi ngoan bố mẹ. À bố cho Su kẹo rồi, bố Su ở nhà ngoan nhá. Bố đi kịp rồi, còn cái kẹo nào bố cho Su nhá. Ok không? Con Su ở nhà ngoan nhá. Ba cháu lên đây đi, hai bố con mình đi kẹo. Hai bố con mình đi kẹo. Để bố cho Su đã rồi, để bố đi làm việc. Kẹo, tao báo yêu đi. Chú uống sữa chưa nhỉ? Vâng. Rồi ạ. Bố đi làm đi. Bố đi làm nhé, ngoan chưa? Ok không? Bố cắn má cái nào? Cho bố cắn cái má cái. Đâu? Bố ăn má cái. Không cho ăn má. Thế mới chịu được.